Chu Mạnh Trinh, con người tài hoa đất nhãn. Chu Mạnh Trinh người làng Phú Thị Hưng Yên, sinh năm Nhâm Tuất 1862, trong gia đình có truyền thống nho học. Thân phụ ông là Chu Duy Tĩnh, làm quan đến chức ngự sử. Ông nổi tiếng với tài văn thơ và là nhà kiến trúc đại tài. Năm 31 tuổi, ông thi đỗ tam giáp tiến sĩ, được bổ làm tri phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, sau được giao chức án sát tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Năm 1905, Chu Mạnh Trinh qua đời ở tuổi 43. Ông để lại rất nhiều áng thơ văn, tác phẩm nổi tiếng nhất là bài Hương Sơn Phong Cảnh Ca.